chào các bạn trở lại với kênh YouTube của Giáo sư Tung Tăng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái khu vực bãi biển bãi cháy sau cái đợt bão vừa rồi. Thế ở đây mọi người có thể thấy là ở khu vực này là có rất nhiều tàu thuyền đang về neo đậu để tránh bão này mọi người. Thì thời tiết hôm nay cũng không được đẹp lắm, trời rất là mù, không có nắng. Trước mặt là mọi người đây là cái bãi tắm bãi cháy này, chỗ này là trồng rất nhiều dừa, cây dừa đấy mọi người. Hôm nay là ngày nước kém nên là mọi người có thể thấy là cái sóng biển cũng rất là nhỏ thôi. Tiết thì nó âm u. Ở cái khu vực này là gần với cái đảo rìu Vinpearl mọi người. Lát nữa mình sẽ review tận cảnh cái khu nghỉ dưỡng Vinpearl Spa rất là hoành tráng. Đây còn là do ảnh hưởng của sau cơn bão, mọi người có thể nghe thấy tiếng sóng đánh gì vào. Trước mặt mọi người kia là tỉnh Hạ Long. Ở cái khu vực mình đi lên trên bãi biển này, các cây dừa rất là to, đang có rất nhiều quả mọi người nhé, rất nhiều quả dừa. Bãi cát ở đây hầu như là cũng là bãi cát nhân tạo, cũng đổ thêm cát nó rất là nhiều mọi người. Cái buổi sáng mấy biển bãi cháy này có một cái vẻ đẹp rất là trong lành và yên bình. Cơn sóng thì nhẹ nhẹ thôi, cũng nhẹ vào bờ. Cái bầu không khí ở đây rất là trong lành vì nó mang hơi thở của biển vào. Bãi biển này thì rơi vào tầm gần 2 km và có một chiều rộng tầm tầm theo như mình ước đoán là tầm 100 m. Đây trước mặt là mọi người là khu vực đảo rìu Vinpearl. Và chúng ta thấy là có một cái phà đang di chuyển từ trong bờ ra, và trên phà này mình quan sát có ba chiếc xe ô tô chở hàng ra ngoài đảo rìu. Ở đây là những cái phà này là chuyên chở thức ăn hoặc là các nhu yếu phẩm để vận chuyển ra phục vụ nhu cầu của du khách và nhân viên của cái khu nghỉ dưỡng Vinpearl mọi người. Đây là cách vận chuyển thông dụng nhất. Ở đây là những cái phà này là phà chuyên dụng, có sức sửa rất là lớn mọi người nhé. Hàng hóa thì rất nhiều chủng loại đa dạng, rồi từ thực phẩm này, các loại thực phẩm, rau củ quả thịt, đồ uống, nói chung là để phục vụ cho sinh hoạt của du khách và nhân viên ở trên cái khu nghỉ dưỡng Vinpearl. Và thông thường là vào các buổi sáng thì chuyến phà này sẽ chở hàng ra đảo rìu.
gian đi của cái chuyến phà này, cái chuyến phà này thông thường rơi vào tầm 25 đến 30 phút mọi người. Và trước mặt là phía ra xa kia là toàn cảnh của tỉnh Hạ Long mọi người, rất là đẹp. Bình thường mà nếu mà chúng ta có thể thấy là như hôm nay là sóng không to lắm thì là phà chúng ta thấy là cũng chạy rất là êm ả trên cái mặt vịnh Hạ Long. Khung cảnh nói chung là rất là thơ mộng. Thì xa xa kia là những cái hòn đảo đá vôi nhấp nhô, và chúng ta vẫn có thể nghe được những cái tiếng sóng vỗ rì rào tạo nên giống như là một bức tranh thiên nhiên cực kỳ đẹp mọi người. Đấy, cái phà đang di chuyển và bây giờ nó đang bắt đầu quay hướng mũi vào phía khu vực đảo Rêu cho mọi người. Trên phà di chuyển là chậm thôi. Cái phà này là không chở hành khách thôi mọi người nhé. Hành khách mà muốn ra khu vực đảo Rêu thì đảo Rêu để nghỉ dưỡng du lịch ấy thì đã có các cái xuồng cao tốc, có những cano chuyên để chở khách. Còn cái phà này là cũng để chuyên chở hàng hóa thôi. Thì toàn bộ hàng hóa thì sẽ được vận chuyển bằng ô tô, đã xếp lên trên ô tô và sau đó là phà chở ô tô ra. Ô tô sẽ đi lên trên khu nghỉ dưỡng để bốc hàng xuống. Đấy, mọi người có thể thấy là bắt đầu phà là nó đã quay mũi tiến vào bờ, tiến vào phía bờ của Vinpearl nha mọi người nhé. Mọi cái hàng hóa thì nhu yếu phẩm thì sẽ được các nhà cung cấp đã làm hợp đồng với cái khu kho hàng của khu du lịch được rồi. Đương nhiên là nếu mà khu du lịch này cần những cái gì thì trong đất liền các nhà cung cấp sẽ đáp ứng đầy đủ mọi mặt hàng để phục vụ cho đời sống hàng ngày của du khách, cái sinh hoạt của nhân viên ở trên khu vực khu nghỉ dưỡng. Đấy, nói chung là có một chuyến phà này mọi người thấy là chở được rất nhiều hàng. Đấy, phà bắt đầu từ từ cập bến rồi mọi người, bắt đầu từ từ cập bến rồi, sắp lên bến rồi. Nó lên bến của cái khu Vinpearl rồi. Cái này nếu mà thông thường thì người dân ở thành phố Hạ Long thì cũng hay gọi là đảo Rêu. Các du khách ở các nơi đến gọi là Vinpearl, Vinpearl Spa. Khu này là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Tất nhiên là cái giá cả vào trong cái trong cái khu vực này thì rất là đắt mọi người. Đây, vào đâu chuẩn bị cập bến. Phà đã đến bến rồi. Đây mọi người có thể thấy khu du lịch Vinpearl này rất là hoành tráng. Ở cái khu Vinpearl Resort Spa Hạ Long này, đó là một khu nghỉ dưỡng cao cấp và có diện tích là tầm 20 hectare. Đây mọi người có thể thấy là xe bắt đầu lên, xe vận chuyển hàng bắt đầu lên. Chuyến phà này là 30 xe. Và ở trên cái khu nghỉ dưỡng này nó có cả bể bơi ngoài trời rộng hơn 1.000 m2.
khu spa, phòng tập gym, nhà hàng này, quầy bar rất là đầy đủ. Các xe vận chuyển hàng đã bắt đầu là lên đến khu nghỉ dưỡng nữa rồi. Ở cái khu du lịch Vinpearl này sẽ mang đến cho cái du khách những cái trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp rất là sang trọng. Theo mình được biết là các phòng nghỉ ở đây cũng được trang bị đầy đủ các cái tiện nghi, đều có tầm nhìn là hướng ra ngoài biển mọi người. Và đến với khu du lịch này thì mọi người sẽ được tận hưởng những giây phút thư giãn này, chiêm ngưỡng luôn cái vẻ đẹp rất là kỳ vĩ của biển Hạ Long. Phía bờ này sóng một cái đánh nhẹ nhẹ vào trong bờ. Và cái khu nghỉ dưỡng Kim Tơn này thì là nó có ba bãi biển chính từ mọi người. Nó sẽ là một khu điểm đến lý tưởng cho du khách tận hưởng những cái giây phút nghỉ ngơi thư giãn rất là thoải mái sau những ngày làm việc ở biển nhật. Xa xa trước mặt mình đây là khu Hùng Thẳng. Trước mặt mọi người là khu nghỉ dưỡng này, rất là nổi. Còn ở đây là thuộc là cái bãi biển là bãi cháy này mọi người. Nước biển ở cái khu du lịch bãi cháy này cũng rất là cũng trong xanh đấy. Và sóng biển ở đây nó cũng không đến nỗi to lắm, và cái hàng dừa cũng rất là nhiều cây dừa. Mọi người có thể nằm nghỉ ở dưới các cái tán của cây dừa này, tận hưởng những cái phút giây thư giãn thoải mái. Và cái hàng dừa này cũng được trồng rất lâu năm rồi mọi người. Mọi người thấy cái dừa rất là lớn rồi, cũng một vài chục năm rồi đấy. Và cái bãi cát ở đây cũng rất là bụi, rất là ổn. Xa xa trước mặt là tỉnh Hạ Long rồi, các tàu cũng đi lại, các xà lan vận chuyển hàng hóa hiện đại ở trên tỉnh rất là nhiều. Đây mình cũng review sơ bộ và giới thiệu cho mọi người cái bãi tắm bãi cháy, hàng dừa bãi cháy này, cái bãi tắm và cái cách vận chuyển hàng đi ra khu nghỉ dưỡng Vinpearl. Đến đây mình xin phép dừng video ở đây, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé. Xin chào mọi người.